khiến iPhone hổ thẹn, trang Galaxy Club tiết lộ M20S, smartphone sắp ra mắt của hãng điện thoại Hàn Quốc sẽ được trang bị pin khủng. Theo đó, M20S sẽ sở hữu pin dung lượng lên tới 6.000 mAh, gấp 2,5 lần pin của iPhone XS (2.658 mAh). Không chỉ M20S, các dòng smartphone cao cấp như Galaxy S sẽ sớm được trang bị pin này. Samsung được cho đang nỗ lực nâng dung lượng pin smartphone. Ảnh lộ diện của Galaxy Club cho thấy kích cỡ smartphone mới không tăng không gian lắp pin vẫn giữ nguyên, đồng nghĩa với công nghệ pin được cải thiện mà không cần tăng kích cỡ. Rất ít thông tin về M20S được đề cập cho tới nay. Mã sản phẩm của pin là EBBM207ABI, nên rất có thể số model của smartphone sắp ra mắt sẽ là SMM207. Thông tin nội bộ Samsung cho biết, M20S đã được bật đèn xanh. Quá trình sản xuất sẽ sớm bắt đầu. Sản phẩm hướng tới thị trường smartphone tầm trung. Samsung sẽ ra mắt Galaxy S11 vào đầu năm tới nên rất hy vọng hãng điện thoại hàn quốc sẽ trang bị pin lớn hơn cho mẫu smartphone cao cấp này